Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức Trường Giang làm Juliet đòi hôn Cathy Uyên ở AJ. Tập 11 của chương trình AJ có sự góp mặt của khách mời Gia Bảo Thanh Di, Xuyên Quỳnh Anh và Cathy Uyên. Trong lần thử sức với chương trình truyền hình hài thực tế này, nữ diễn viên Việt Kiều phải đối mặt với hai vị trưởng phòng Trường Giang và Chí Tài khi khoác lên mình bộ trang phục đậm chất quý tộc của thời Phục Hưng và chuẩn bị mở cánh cửa bước vào phòng thử thách. Cathy Uyên khá ngỡ ngàng, cô đóng vai Romeo, trong khi Trường Giang giả gái hóa thân thành Juliet. Khi Cathy Uyên phải leo thang hàng rào vào phòng bạn gái, Trường Giang đứng ở trên còn bắt Romeo hôn mình. Sau nụ hôn đầu, Juliet này càng lấn tới đòi hôn nữa, nhưng bảo mẫu Chí Tài đã xuất hiện cứu nguy cho Cathy Uyên. Đây cũng là tình huống gây nhiều tranh cãi trên fanpage của chương trình. Nhiều người tỏ ý không tán đồng nụ hôn này và lý do oái âm như Giang ca đã nói chỉ yêu một người, sao còn hôn Cathy Uyên trên sân khấu. Thậm chí có fan của Trường Giang còn tỏ ra siêu cực khi bình luận: mở TV, thấy anh hôn người khác là thấy tức, không muốn xem tiếp nữa. Khi đọc những bình luận tương tự, chị Thúy Hà, một khán giả xem truyền hình ở Nghĩa Tân, Hà Nội, hài hước chia sẻ: nhà đài chỉ nên cho Trường Giang đóng cùng khách mời nam để các fan đỡ dậy sóng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.